Sau anh Nhật xin kính chào tất cả các bác. Em tiếp tục giới thiệu các bác chiếc máy lọc khí Panasonic FVX50. Đây là cái mẫu mà có thể nói là đẹp nhất của Panasonic trong cái dòng máy 50. Hiện tại đến bây giờ thì mẫu này vẫn đang được sản xuất và bán rất là nhiều trên thị trường. Đấy. Mẫu thiết kế nó rất là gọn các bạn ạ. Chiều rộng này chỉ khoảng chưa đến 20 phân đâu. Chiều cao này nó cũng rất là thấp này. Đấy, nó không hề chiếm cái diện tích trong phòng ngủ các bác. Một con máy thiết kế dòng mặt dâng, hai cánh vẫy full đầy đủ tất cả các cái tính năng của một con máy 50 nhé. Cảm biến ánh sáng thì đầy đủ hết. Eco Navi tiết kiệm điện báo phần trăm độ ẩm, các chế độ hẹn giờ, rồi khóa trẻ em, rồi lọc khí nhanh, dọn phòng các kiểu, lọc khí bù ẩm, khử mùi diệt khuẩn, công nghệ Nano Y. Đây. Một con máy nó full tính năng. Em đấu biến áp điện 220V rồi nhé. Máy Nhật thì nó chạy điện 100, về Việt Nam những con lọc khí này thì bên em đấu 220 cho các bác dùng cho nó dễ. Con này màng HEPA zin theo máy còn rất là đẹp này. Đây. Còn trắng trẻo rất là đẹp quá nhé. Than nó rất là dày này. Đây. Riêng nói về than của Panasonic thì nó là số 1 về than vì nó khá là dày so với các cái model khác. Chiếc này em để mã số 6 này. Khi các bác mua các bác báo số cho em nhé. Đây. Bên em bán thì ghi hay ghi số. Chiếc này em bán là 2 triệu và hành 1 năm. Chiếc phí vận chuyển. Đây. Quay tiếp cho các bác. Đó là bình nước này, bình nước bùa. Khay nước rất mới luôn, màng tàu em thay mới tinh này. Đây. Yeah. Đây. 2 triệu cho một chiếc máy lọc khí Panasonic giúp các bác cải thiện sức khỏe cho gia đình. Đặc biệt các bác nhà bác nào có trẻ nhỏ nhé, hoặc là các bác có người già rồi các bác bị bệnh về đường hô hấp. Mình sắm một chiếc ạ. Thì sao mà Nhật họ không khí họ sạch hơn mình rất là nhiều, nhưng mà nhà nào họ cũng sắm một chiếc đấy. Chúng ta biết là cái chất lượng máy không khí nó rất là tốt như nào. Đây cái em máy này đang hết pin, em cho các bác xem chất lượng không khí bên ngoài môi trường bây giờ đang là 089 nhé, đang ở ngưỡng cam rồi đấy. Nếu mà nó ở ngưỡng cam này này các bạn này, đấy cho vào máy các bác thấy chưa, chất lượng không khí đầu ra này nhé. Đầu ra này đấy, còn có 0.25 sang ngưỡng xanh, màu xanh luôn này. Đấy. Tức là nó sẽ lấy toàn bộ các cái không khí bẩn vào qua cái màng lọc HEPA này và khử khuẩn bằng công nghệ Nano Y cho ra không khí sạch ở đầu này. Đấy. Các bạn nào lấy các ba lô nhé. Chào các bạn.